con đã đi hết tất cả các nơi các bác sĩ, giáo sư nổi tiếng sử dụng các loại thuốc đông tây y, mỗi ngày uống hàng vốc tay nhưng không thuyên giảm là bao. Cuộc sống chỉ là đi chữa bệnh. 13 năm tìm kiếm chữa trị khắp nơi đông tây nam bắc nhưng không khỏi. Bạch thầy, con tên Hà, cách đây 14 năm, 2010, con đi bộ trên vỉa hè và bị một tai nạn bất ngờ khi tỉnh dậy là nằm trong bệnh viện và được biết bị một xe ô tô tải đổ vào người từ phía sau. Con đã bất tỉnh ngay lập tức, con bị gãy răng, mất răng, chấn thương sọ não độ 2, xuất huyết não, co giật, mất thăng bằng, mất ngủ, đầu vào người đau khủng khiếp, suy giảm thính giác, rối loạn tập trung, suy giảm trí nhớ. Sau khi phục hồi ra viện, các bệnh này vẫn còn y nguyên, con còn bị mất hết sức lực, đau nhức toàn thân, trầm cảm, rối loạn các hệ thống cơ thể, rối loạn tiêu hóa, nội tiết, kinh nguyệt, rối loạn tâm lý, thay đổi tính cách, hay nổi khùng, chậm chạp, lờ đờ, tóc rụng và bạc. Con không thể tự làm bất cứ cái gì, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ và bạn trai. Đi đâu, làm gì, anh bạn đều phải đi cùng để giúp. Phải dìu đỡ, phải bồng bế, phải mang sách, nghe nhớ, rồi về nói lại cho con hiểu. Con đã đi hết tất cả các nơi, các bác sĩ, giáo sư nổi tiếng sử dụng các loại thuốc đông tây y, mỗi ngày uống hàng vốc tay nhưng không thuyên giảm là bao. Cuộc sống chỉ là đi chữa bệnh. 13 năm tìm kiếm chữa trị khắp nơi đông tây nam bắc nhưng không khỏi. Mãi đến năm 2023 con mới gặp được phương pháp thanh lọc thân tâm của thầy, thầy Tâm Thành. Con thực tập lần thứ nhất 49 ngày chưa trọn vẹn nhưng thấy kết quả chuyển hóa tuyệt vời. 9 tháng sau, con thực tập tiếp lần thứ hai 49 ngày nữa sau 2 lần thanh lọc. Con vượt qua tất cả, khỏi nhiều bệnh. Sức khỏe con giờ hơn xưa, nhiều năng lượng, nhiều lợi lực, hết đau nhức, có thể chống răng được rồi, nhanh nhẹn lên. Sự tập trung trí nhớ tăng lên, các cơn co giật ít đi, ngủ được 4 đến 5 tiếng một đêm. Tâm lý thanh thoát, thay đổi nhận thức, suy nghĩ tích cực, tóc mọc, da sáng, sẹo lồi xẹp xuống, các vết chàm nám mờ đi. Hạnh phúc nhất là bây giờ con có thể tự lo được cuộc sống hàng ngày, không phải phụ thuộc vào mẹ và bạn trai nữa. Con vô cùng biết ơn công đức thầy và thành tâm kính gửi tới thầy lời tri ân sâu sắc, nguyện cầu cho mọi người thanh lọc đều đạt được chuyển hóa lợi lạc như con. Bạch thầy, anh bạn Dê Gôm, người đã giúp đỡ đồng hành cùng con suốt 14 năm qua, rất bất ngờ vì sự chuyển hóa của con, muốn được nói lời tri ân với thầy ạ. Hi. I can only confirm what she said. This method has really, really outstanding results in the present case. She wanted, after all our tryouts here in the West, she wanted to try something from Vietnam, something which would convince her, something self-consistent. And that's how she finally found the method of Tom Thai, which she applied strictly and very seriously, and the results are just incredible. She can now have or lead her own lives the way she wants. She can do what she wants when she wants to do it. She is not dependent anymore on us. It's really night and day in comparison with her life before doing this method. So that's really, I would like to thank Tom Thai from all my heart for what he did with this method, because he really gave back to her the possibility of a life which she didn't have anymore. So thank you very, very much, Tom Thai. Thank you.